Đi cùng Mập Official xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tham quan đền thờ của nữ tướng Nguyễn Thị Định nha. Sau khi mà mình tới trung tâm thành phố Bến Tre thì mình chạy thẳng theo đường tỉnh lộ 885 chừng khoảng 9 km thì mình sẽ đến địa phận xã Lương Hòa, huyện Dòng Trơm, thì mình sẽ thấy được cái khu lưu niệm Nguyễn Thị Định thôi. Cũng rất là dễ đi á. Còn bây giờ thì mình sẽ kể cho mọi người nghe về cô Nguyễn Thị Định nha. Ở nơi đất thép Thành Đồng sinh ra và gắn liền tên tuổi vị nữ tướng đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam, người dân Bến Tre thì luôn kính trọng và triều mến gọi vị nữ tướng Nguyễn Thị Định với cái tên gọi thân thuộc đó là cô Ba. Hình ảnh cô Ba Định với áo bà ba nè, khăn rằn, nón lá rồi chiếc túi nhỏ đeo vai đã trở thành niềm tin của quân dân miền Nam và trẻ em hoạt động cách mạng trong cả nước đó mọi người. Thời gian mà khu lưu niệm này mở cửa đó là sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều là từ 1 giờ đến 5 giờ. Theo mình được biết đó là khu lưu niệm này là rộng tới gần 15.000 mét vuông lận đó. Ngôi đền được xây dựng giản dị với các hoa văn họa tiết đẹp và trang trọng trong một khu vườn có nhiều cây cảnh và cây ăn trái tươi xanh thoáng mát nữa. Đầu tiên thì mình thấy là cái cổng được xây dựng theo dạng cổng tam quan ha, của đình làng nông thôn Việt Nam á. Theo quan sát của mình thì đền có 3 cửa ra vào nè, xung quanh thì có hành lang rất là rộng. Trong đền thờ là tượng đồng chân dung vị nữ tướng Nguyễn Thị Định với trang phục áo bà ba, khăn rằn, quấn cổ. Hình ảnh được người dân xứ Dừa nhớ nhất khi nghĩ đến cô Ba được đặt trang trọng trên bệ đá hoa cương, rất là đẹp và uy nghi luôn đó ạ. Ngày hôm nay thì có các em học sinh cấp 2 đến viếng cô Ba nên không khí có vẻ là vui hơn mọi ngày. Trong lúc này thì mình đi dạo vòng ở chung quanh thì mình thấy là ở đây thì người ta trồng rất là nhiều cây, nhưng mà đặc biệt nha, mình thích nhất cái là phía sau nè, trồng rất là nhiều mai. Mặc dù bây giờ là chỉ mới tháng cuối tháng 11 thôi, nhưng mà mai khoe sắc rất là đẹp luôn. Tự dưng mình nghĩ nếu như mà mình đến đền vào cái dịp mà Tết á, chắc chắn là mai nó sẽ nở hàng loạt, khu này sẽ một gốc là vàng sực luôn. Ồ, nhìn rất là ấn tượng luôn á. Hy vọng là có dịp mình sẽ trở lại tại đền này trong một thời gian sớm nhất. Thì thôi bây giờ thì mình cứ đi vòng vòng coi khu đền này có những cái điểm tham quan gì khác nữa không ha. Tại vì lần đầu tiên tụi mình đến đây mà. Mình nghe nói là ở đây là ngoài công trình có sẵn thì các lãnh đạo còn phục dựng nhà làm việc của cô Ba Định ở căn cứ Tà Thiết thuộc tỉnh Bình Phước trong khuôn viên lưu niệm. Nghe nói là công trình này phục dựng theo nguyên mẫu tại căn cứ Tà Thiết, với không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi được thiết kế âm xuống lòng đất với độ sâu khoảng 1 mét. Trong nhà làm việc còn có hầm chữ A ở ngay giữa vách, kết nối với một hào giao thông dùng để thoát hiểm dẫn vào rừng nữa. Tự dưng cái mình nhớ mấy cái lần mà mình đến tham quan tại địa đạo Củ Chi á, mình cũng thấy những cái hầm, những cái nơi mình làm việc của các cán bộ ngày xưa. Tự dưng lúc đó thì trong lòng mình xúc động lắm luôn á. Phải nói là các thế hệ trẻ của tụi mình phải tri ân và cảm ơn những thế hệ cha ông đã hy sinh bản thân mình, vượt qua những gian khó để có thể đem lại sự hòa bình cho chúng ta. Và sẽ thật là thiếu sót nếu mà chúng ta không ghé qua phòng trưng bày hiện vật, hình ảnh, tư liệu về cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của cô Ba. Khu lưu niệm Nguyễn Thị Định đang bảo tồn rất là nhiều hiện vật quý giá, ví dụ như là áo bà ba, khăn rằn, áo gió, võng bút, mắt kính, sổ tay của cô Ba. Đặc biệt hơn nữa là ở đây thì chúng ta thấy được rất là nhiều hình ảnh từ lúc cô còn trẻ nè, cho đến khi cô đi chiến đấu nè. Năm 1965 thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về cô Nguyễn Thị Định như sau: cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy, thật là vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta. Và như một lời tiên tri vậy đó, khi đến năm 1974 thì cô Ba Định chính thức được phong quân hàm thiếu tướng. Và mình nhớ là có một giáo sư sử học người Mỹ đã nhấn mạnh trong bức thư gửi vị nữ tướng Việt Nam như sau. Trong bức thư có đoạn viết rằng: tôi cảm thấy rất là vinh hạnh khi viết thư này gửi thăm bà, một người phụ nữ nổi tiếng và có một vai trò quan trọng trong lịch sử thế giới, một tấm gương của người phụ nữ chân chính. Tôi rất sung sướng khi sử dụng cuốn hồi ký của bà để dạy cho sinh viên nước mình về truyền thống cách mạng Việt Nam. Tụi con, những lớp thế hệ đi sau xin được tri ân cô, cảm mến cô Ba Nguyễn Thị Định.